Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trung rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 9 tháng 11, mạng xã hội đã lan truyền những bức ảnh chụp thẻ căn cước và giấy phép lái xe của một công dân Malaysia sau khi lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát được thị trấn Levante ở miền đông Ukraine vào tháng 10 vừa qua. Sau đó, cảnh sát Malaysia cho biết Lee, người có đăng ký nhân thân tại bang Perlis, dường như đã đánh rơi thẻ căn cước và giấy phép lái xe sau khi bị thương trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Một cảnh sát trưởng của Malaysia, ông Razaruddin Hussein cho biết Lee đã đến Vương quốc Anh vào tháng 3 năm nay trước khi đăng ký tham gia cuộc chiến Ukraine-Nga và không có kế hoạch trở về nhà. Đầu năm 2024, Lee đã bỏ học đại học và đăng ký làm lính nước ngoài cho quân đội Ukraine với mức lương 2.700 đô la Mỹ một tháng. Cảnh sát cũng xác nhận rằng Lee là công dân Malaysia duy nhất được biết đến đang chiến đấu trong lực lượng của Ukraine. Hiện tại Malaysia không đứng về bên nào trong cuộc chiến Ukraine-Nga và vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Gần đây, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã tuyên bố phản đối mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực và xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, đồng thời kêu gọi tất cả các bên nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Ukraine-Nga thông qua đối thoại và ngoại giao. Sau khi xung đột với Nga bùng phát đầu năm 2022, chính quyền Tổng thống Zelensky đã thành lập quân đoàn quốc tế để thu hút các tình nguyện viên nước ngoài tới tham chiến. Ước tính hàng nghìn người đã tới Ukraine để chiến đấu cùng quân đội nước này. Về phía mình, Nga gọi đó là lính tình nguyện nước ngoài, cáo buộc chính quyền Ukraine tuyển mộ các tay súng từ 63 quốc gia, trong đó có những người chưa trải qua thực chiến. Phần lớn thành viên quân đoàn quốc tế đến từ châu Âu và châu Mỹ, cùng một số ít từ châu Á, châu Phi và Australia, trong đó có cả công dân Nga và Belarus. Cuối tháng trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố nước này đã vô hiệu hóa phần lớn lính nước ngoài của Ukraine, cụ thể là 5.800 tay súng, trong đó có 1.427 người từ Ba Lan, 466 người từ Mỹ và 344 người từ Anh. Mới đây, trang tin min.in.ua dẫn bài đăng của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky trên mạng xã hội Telegram viết rằng quân đội Nga đã điều động một đoàn thiết giáp nhằm đục thủng tuyến phòng ngự của quân Ukraine ở làng Maximilianivka thuộc phía đông thành phố Kharkov. Các hệ thống trinh sát Ukraine sau đó đã theo dõi hướng di chuyển của đoàn xe đối phương, đồng thời cung cấp tọa độ cho lực lượng pháo binh và máy bay không người lái UAV để thực hiện đòn tập kích vào đoàn xe. Ông Sisky viết trên Telegram, kỹ năng của các binh sĩ Ukraine khiến đối phương không có cơ hội chiến thắng. Ông đồng thời đăng đoạn video lữ đoàn không vận số 46 Ukraine đánh chặn đoàn thiết giáp đối phương. Trong một diễn biến khác, chính quyền Estonia cho biết cuộc tấn công UAV của Nga nhằm vào thủ đô Kiev hôm 7 tháng 11 đã làm hư hại tòa chung cư nơi đại sứ nước này ở Ukraine sinh sống. Ngày 8 tháng 11, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna viết trên mạng xã hội X, rất may, đại sứ Estonia tại Ukraine Anneli Kohn không bị thương. Ukraine cần thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ người dân. Ngoại trưởng Estonia cũng đăng kèm theo bức ảnh chụp một tòa nhà cao tầng ở quận Pechersky thuộc thủ đô Kiev bốc cháy. Theo thông tin trước đó từ cơ quan quân sự thủ đô Kiev, cuộc tấn công UAV của Nga rạng sáng ngày 7 tháng 11 đã khiến nhiều công trình tại 5 trên 10 quận trong thành phố này bị hư hại nghiêm trọng do hỏa hoạn. Riêng quận Pechersky, hỏa hoạn xảy ra tại nhà hàng nằm ở tầng 32 của một công trình, đồng thời khiến kiến trúc tầng 33 tòa nhà đó bị hư hại nặng. Trong cuộc phỏng vấn với kênh 24 mới đây, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, trước khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được một tài liệu từ cơ quan tình báo Mỹ về sự sụp đổ của Ukraine. Ông Kuleba nói, ông ấy có một tập tài liệu trên bàn làm việc nêu rõ rằng Ukraine sẽ sụp đổ, nghĩa là tình báo quân đội, các nhà phân tích chính trị, CIA, mọi người đều nhất trí về điều đó. Ông Kuleba đã nói về tài liệu mà ông tìm thấy trong chuyến thăm Mỹ ngay trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự chính thức. Theo ông, bản thân Tổng thống Mỹ Biden và chính quyền của ông đang cân nhắc khả năng thành lập một chính phủ Ukraine lưu vong vì lý do đó. Trước đó, ông Kuleba nhận định không thể ngăn chặn xung đột với Nga, mặc dù có thể trì hoãn. Nhà ngoại giao cáo buộc các đối tác phương Tây không tăng cường sức mạnh cho Ukraine đủ trước khi xung đột vũ trang với Nga bắt đầu. Ông Kuleba là một chính trị gia và là nhà ngoại giao người Ukraine, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông đồng thời là thành viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine. Ông là Bộ trưởng Ngoại giao trẻ nhất trong lịch sử Ukraine, sau ông Arseniy Yatsenyuk. Trước đây, ông từng giữ chức Phó Thủ tướng Ukraine, phụ trách hội nhập châu Âu và Euro-Atlantic và đại diện thường trực của Ukraine tại Hội đồng châu Âu từ năm 2016 đến năm 2019. Ngày 4 tháng 9 năm 2024,
ông đã từ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong bối cảnh có sự xáo trộn nội các. Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, trong cuộc họp mới đây tại Budapest, Hungary, các quan chức EU đã thảo luận về việc liệu khối này có sẵn sàng chi trả cho cuộc chiến của Ukraine trong thời gian tới hay không. Hiện tại, mối lo ngại lớn nhất của EU là ông Donald Trump có thể sẽ chuyển gánh nặng tài chính sang châu Âu, mặc dù hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ dừng viện trợ cho Ukraine. Cũng tại cuộc họp ở Budapest, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khuyến khích các lãnh đạo châu Âu tập trung vào việc duy trì nguồn cung cấp vũ khí, thay vì làm suy yếu vị thế của Ukraine bằng việc thảo luận về lệnh ngừng bắn hoặc nhượng bộ Nga. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nói với các phóng viên bên lề cuộc họp ở Budapest, để đạt được hòa bình ở thời điểm hiện tại, nguồn động lực sẽ là lòng quả cảm của người Ukraine và sự ủng hộ của phương Tây. Tuy nhiên, chúng ta sẽ xem kịch bản diễn biến như thế nào trong những tuần tới. Một số quan chức châu Âu cho biết vấn đề thực sự không phải là tiền mà là các nguồn lực quân sự sẵn có, chủ yếu đến từ Mỹ. Các quan chức khác cho rằng châu Âu nên đợi đến sau lễ nhậm chức của ông Trump vào tháng 1 để tìm hiểu về các kế hoạch của ông đối với Ukraine. Tuy nhiên, một số người tin rằng EU không đủ khả năng chi trả và Ủy ban châu Âu nên đưa ra đề xuất về cách EU sẽ phản ứng với việc chấm dứt viện trợ của Mỹ. Trong lúc đó, ông Trump đã bắt đầu các cuộc nói chuyện đầu tiên với các nhà lãnh đạo châu Âu. Một quan chức giấu tên cho biết, ông Trump biết rõ rằng ông không thể chỉ gây sức ép buộc Ukraine nhượng bộ Nga mà không đưa ra bất kỳ điều gì để đổi lại. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố châu Âu sẽ không thể tự tài trợ cho nền quốc phòng của Ukraine nếu Mỹ rút lại sự ủng hộ dưới thời ông Donald Trump. Theo Thủ tướng Estonia Kristen Michal, tương lai của EU sẽ được quyết định bởi sự ủng hộ của EU đối với Ukraine trong những tháng tới. Vì sau chiến thắng của ông Donald Trump tại Mỹ, các quốc gia châu Âu cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ chính họ và Kiev. Trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay, với việc đặt quyền phá thai lên hàng đầu và làm trọng tâm chiến dịch tranh cử, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris cho rằng đã tìm ra công thức chiến thắng bằng cách thu hút hàng chục triệu phụ nữ đi bỏ phiếu cho mình. Tuy nhiên, ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump mới là người giành chiến thắng và chiếm ưu thế đặc biệt trong nhóm nam giới Mỹ, đặc biệt là những người đàn ông trẻ tuổi. Thanh niên thường có xu hướng thích tự do, nhưng điều này không gây trở ngại cho chiến dịch tranh cử thiên về bảo thủ của ông Trump. Do ứng viên Cộng Hòa biết cách nhắm vào chất đàn ông trong giới trẻ qua các hoạt động như thể thao đối kháng, tiền điện tử hay xuất hiện trên các chương trình podcast đông thính giả là đàn ông. Nhà hoạt động bảo thủ chuyên tập trung vào cử tri trẻ, ông Charlie Kirk tuyên bố, nếu bạn là đàn ông ở đất nước này mà không bỏ phiếu cho ông Trump thì bạn không phải là đàn ông. Thăm dò ý kiến cử tri sau bầu cử của NBC cho thấy, ông Trump giành chiến thắng với 54% đàn ông bỏ phiếu cho ông, tăng so với mức 51% năm 2020. Tuy nhiên, điều khiến người ta ngạc nhiên là trong nhóm cử tri trẻ tuổi 18-29, có tới 49% là nam giới bỏ phiếu cho ông Trump, phá vỡ hình tượng rằng giới trẻ thường có khuynh hướng thiên về cánh tả và ủng hộ Đảng Dân Chủ. Tỷ phú Elon Musk là người ủng hộ ông Trump nhiệt tình trong chiến dịch lần này. Ông Musk đã gọi nhóm cử tri đàn ông bỏ phiếu cho ứng viên Cộng Hòa là bạch mã hoàng tử xuất hiện đúng vào lúc khó khăn. Chiến thắng của ông Trump cũng thể hiện sự chia rẽ giới trong nhóm cử tri trẻ, với tỷ lệ phụ nữ dưới 29 tuổi ủng hộ bà Harris là 61%, còn 37% ủng hộ ông Trump. Phó giáo sư khoa truyền thông Đại học Boston Tammy Vigil nói, sự phân biệt giới tính tiềm ẩn trong cử tri Mỹ cả nam và nữ là rất lớn. Chiến dịch của ông Trump cho phép người Mỹ bộc lộ những mong muốn sâu kín nhất và chấp nhận nhiều kiểu chia rẽ. Spencer Thomas là người đã bỏ phiếu cho bà Harris cho hay, kinh tế Mỹ là vấn đề khiến nhiều bạn học của Anh bầu cho ông Trump. Nam sinh viên Đại học Howard, trường đại học lâu đời đào tạo nhiều tiến sĩ da đen nhất nước Mỹ tại thủ đô Washington, cũng là ngôi trường bà Harris đã tốt nghiệp cho biết. Họ chú ý hơn tới các chính sách kinh tế và những vấn đề tương tự thay vì quyền phá thai. Năng lượng nam tính mà chiến dịch tranh cử của ông Trump lan tỏa đã lấn át đúng sai về chính trị hay phong trào thức tỉnh của phe cánh tả, giúp ứng viên Cộng Hòa nhận được sự ủng hộ của lượng lớn cử tri nam giới da đen. 30% đàn ông da đen dưới 45 tuổi bỏ phiếu cho ông Trump, gấp đôi con số năm 2020, làm xói mòn thêm nền tảng cử tri của Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ đang bắt đầu phân tích lại toàn bộ chiến dịch, cố gắng tìm ra nguyên nhân vấn đề. Thất bại của bà Harris sẽ không thể giải thích bằng vài câu đơn giản. Vigil lý giải, nam giới da đen và gốc Latin có thể bỏ qua những tuyên bố mang tính phân biệt chủng tộc trong chiến dịch của ông Trump, vì ông rất phù hợp với khí chất nam tính của họ. Chuyên gia khoa học chính trị Đại học Wisconsin Milwaukee, ông Kathleen Dolan nhận định, việc ông Trump đồng ý tham gia chương trình podcast trải nghiệm của Joe Rogan, đối thính giả chủ yếu là thanh niên và nam giới, đã cho thấy mục tiêu của ông là thôi thúc nam thanh niên đi bầu cử
để bày tỏ quan điểm. Chuyên gia Dolan giải thích, toàn bộ những hành động đó đều nhằm thu hút nhóm cử tri ủng hộ, những người yêu mến ông Trump vì cho rằng ông là đại diện cho sự cứng rắn và phong thái lãnh đạo mà không cảm thấy bị xúc phạm bởi những điều ông ấy nói. Chiến thuật nhắm vào nam giới của ông Trump đã phát huy hiệu quả. Theo thăm dò ý kiến hậu bầu cử của Edison Research, khoảng 54% đàn ông gốc Latin ngày 5 tháng 11 đã đi bỏ phiếu cho ông Trump, tăng 18% so với năm 2020.